Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sếp bên Mỹ có thấy ai chạy ngoài đường xong mắc tè quá rồi đi tè ngoài đường không? À, không có. Dạ, bên Mỹ không có. Họ phải tìm cái nơi nào đó họ... Có thể là như trong bụi hoặc là trong một cái rừng hay gì á. Ít người thấy thì họ cứ làm. Chứ họ không có tự nhiên. Như làm như... kiểu mà mấy nước khác hay gì đó mà họ... Ok. Dạ, không có. Cảnh sát sẽ thấy bạn... Cảnh sát sẽ phạt. Dạ. Bất cứ các bạn làm như tấp vô đường xa lộ hai bên là sa mạc hay gì đó, các bạn tè thì cảnh sát cũng phạt các bạn đó. Yes. Okay, yes, họ phạt họ phạt khoảng 50 đô hay gì đó tùy theo tiểu bang với thành phố. Yes. Yep. Đừng bên nhau nữa. Nói nhau là sao? Nói sao vậy? Đừng bên nhau nữa hả? Oh my god. Đừng bên nhau nữa là phải không? Let's break up. Let's break up. Hãy chia tay. Okay, let's break up. Alright. Hoặc là let's call it quits. Cái này có nhiều trường hợp lắm, but you can do this. Yeah. Với bạn trai bạn gái luôn. Yeah. Okay. Đã là bạn bè thì phải luôn nghĩ đến nhau. Nói sao xích. Ôi oh, trời. nên nghĩ đến nhau hả? Yes, nên giúp nhau cơ mà, chứ không phải nghĩ đến nhau, mà giúp nhau, right? Friends got to stick together. Cái này cái Mỹ nó nhiều lắm. Hãy bên nhau đó. Okay. Yeah, friends got to stick together. Stick là dính vào đó, dính với nhau. Okay. Okay. Nói dứt khoát vậy luôn hả? Yeah. Hoặc là nói gì nào? Nếu mà muốn nói dịu dịu đó, I think we should be friends. Chúng ta nên làm bạn, ok? Cái câu này đó, các bạn nói với một cái người anh chàng nào đó, làm cô gái nói anh chàng đó rất là buồn. I think we should be friends. Còn Việt Nam mình nói là, chúng ta nên làm bạn, làm như mà một cái bước để làm quen sau này, right? Có hy vọng. Mà người Mỹ đó, họ nói là, I think we should be friends, là chấm dứt đó. Họ không có muốn tiến tới với bạn nữa. Chỉ cần bạn thôi, chứ không có hoài ra cái gì nữa hết á. Ok? So cô gái nào mà muốn cho anh chàng nào biết cô gái đó không có thích anh đó làm bạn trai thì nó là I think we should be friends. Yeah. Việt Nam cũng vậy nữa, hả? Really? Oh, okay, alright. Careless, fearless, care với lại fear, đây là động từ hay tính từ? Okay, so careless là tính từ, fearless là tính từ, care. Care là động từ. Fear cũng là động từ luôn. Ok. Rồi. Thỉnh thoảng cái chữ care nó có thể là tính từ nữa. Ví dụ cái đồ chơi đó của nít nhỏ bên Mỹ nó gọi it's called Care Bear. Care Bear. Bear là con gấu, care là cái con gấu mà nó quan tâm mình, nó care cho mình. Okay. Nó rất dễ thương. It's called Care Bear. Có thể trong cái tình trạng này, cái chữ care này đó thì nó là tính từ luôn. Okay. Mình nói chung á là careless với like fearless tính từ rồi đó. Còn cái care dạng care thì fear, như fear nó cũng thỉnh thoảng nó là tính từ nữa. Yeah. Like a fear tactic. Yeah, like a fear tactic. Cái tactic gì? Cái tactic fear. Chứ không biết tactic tiếng Anh của bằng gì, tiếng gì của bằng gì nữa. So, nghĩa make out là gì? Make out nó có hai nghĩa. Make out là có thể là mình nhìn ra thấy dạng. Thấy cái dạng nó làm như một cái trong ánh tối hay gì đó. Mình nhìn không có ra cái người đó. Cho nên là I couldn't make out who it was. Okay. I couldn't. Okay. Là tôi không có nhìn dạng ra cái người đó là ai hết á. Tại mình không có để mắt kiến hoặc là có thể sương mù hoặc whatever. Còn có make out nữa liên hệ đến tình yêu. Make out này đó là bạn trai bạn gái ngồi kiss nhau một thời gian rất là lâu. Okay. Make out. Mình thích cái thứ nhì hơn.
So when you kiss a lot, it's called make out. All right, what else? Phân biệt scared với lại scary. Okay, so cái chữ này là scared là mình sợ hãi. Ví dụ, I am scared. Okay. Nếu mình làm người ta sợ hãi, I am scary. Okay. Một cái là cảm giác scared, một cái mình gây ra cảm giác là scary. Phát âm từ này với okay, what? Hypothesize. So Mỹ phát âm là Mỹ đến dạng khác một tí xíu, hypothesize. S-I-Z-E. Hypothesize. Tờ. Cái âm này làm tờ chính giữa nha. Hypothesize. Sư ơi, sao mà họ nói go home mà không phải go to home hoặc là giống như go to school? Yeah, đặc biệt nó vậy đó Phúc. Phúc, đừng có thắc mắc. Yeah. Ví dụ nha, go to nha, mà the park, mà go to nhà thờ á là church, không có tờ trong đó. Go to church. Go home, mà go to school, I don't know. Yeah. Không biết nữa. Không biết thì cứ hỏi. Tiếng Anh nó vậy đó, phải nhớ hả? Bởi vậy mình kêu các bạn đừng có học phương pháp, cứ nhớ câu nào cho thuộc xong rồi dùng hả? Tốt nhất là vậy đó. Dùng cái I don't know đọc nhanh như sao? I don't know. Vậy đó. I don't know. Vậy đó. Ok. I don't know. Được ok. Sẽ đọc lại từ familiar. Familiar. Year. Year. Familiar. Có phải vì sếp học chính trị nên muốn làm tổng thống không? Yeah, mình học trong 3 năm sau cái mình khám phá ra là làm tổng thống không được tại mình không có sinh ra ở Mỹ. Yeah, đồ đó chơi chứ không, mình học chính trị là để cho mình hiểu thêm, thay mà mốt mình già mình ra mình ngồi công viên chơi với cờ tướng với mấy người già đó mình nói chính trị thôi. Achieve với lại gain là sao? Gain là được cái gì đó có lợi cho mình, achieve là cái đoạt cái gì đó. So achieve có thể là đoạt cái gì đó, gain là được cái gì đó, mình lấy được cái gì đó. Nhiều người bản xứ có thể dùng lẫn lộn giữa hai chữ này, là như giao tiếp bằng ngày thì họ dùng gain, but nếu muốn phân biệt ra là như vậy. Alright, chấm điểm cho một cái gì nó nói làm sao? Can you grade this? Cái này đó là chấm điểm bài. Cái này cho bài. How about can you chấm điểm hả? Thường thường Mỹ hỏi chấm điểm á, can you review this hoặc là can you give opinion. Tiếng Việt Nam mình giữ chữ chấm điểm á, nó đủ thứ đó, còn Mỹ nó phải phân ra, tiếng Anh nó phân ra tí xíu. Can you give opinion cái gì đó. Go back home và lại come back home giống nhau nhưng sao? Ok, Punisher hỏi cái câu này. Very nice. So go là đi ha. Come là đi, là trở lại, là đi về. So go là đi, come là đến. Ok, so go đi, come là đến. Tùy theo cái người nói cái câu đó như sao. Nếu ví dụ Punisher với Sid ở chung nhà, right, thì Sid cầm cái phone, Sid gọi Punisher, Sid nói là come back home. Tỏ ra là Sid đang ở nhà, tỏ ra là mình đang ở nhà. Ok. Còn nếu mà mình mở phone ra gọi Punisher go back home, tỏ ra là Sid không có đang ở nhà, kêu Punisher về nhà đi, một hồi Sid về nhà gặp Punisher. Ok, hai cái khác nhau là vậy đó, tùy theo cái người nói thôi à, cái người nói địa điểm họ nghe chỗ nào. Ok, so come back home, cái người khuyên mình come back home, cái người đó tại tại đang ở nhà. Còn cái người kêu mình go back home là cái người đó hiện tại không phải ở nhà mà kêu mình về nhà. Vậy thế hả? Hai cái đó là vậy đó. Tự mình nói thì mình nói là nếu nếu mình ở xa thì mình đa số mình nói là go back home. Mà mình nếu gọi đi cái
So đa số là như mình đang nói chuyện với bạn mình, Punisher đang ở chung với người nào đó ở xa, cái mình nói là bây giờ mình đi về nhà, mình nói là I'm gonna go back home. Okay. Xong rồi Punisher gọi cái người ở nhà, Punisher nói là I'm gonna come back home. Làm như là cái người mà mình gọi đó. Giờ nó hơi rắc rối tí xíu. Mình về đến cái người đó. Okay. Mà thường thường có thể nó là I'm go back home cũng được nữa. Cả hai luôn. You can do go back home, come back home. Nhưng nếu mình gọi cái người nhà mình. Mà nói chung á, là mình ở xa nhà thì mình nói là I go back home. Còn người còn chiếc giải thích cái phần kia là ok đó. Okay. Alright. Xét phân biệt return và come back. Similar. I mean, không cũng được. Yeah, it's the same, really. Yeah, hai cái đó cũng same mà. Yeah, return to me, come back to me. Tại return nó nghe lịch sự hơn tí xíu, hoặc là trịnh trọng hơn tí xíu. Come back nghe nó bình dân. Giao tiếp hàng ngày. Tại cái chữ return là cái gốc của tiếng Pháp, còn come back là cái gốc của tiếng Anh hồi xưa. Sorry, các bạn Việt Nam hay nhầm go back với lại come back. Yeah, đúng rồi. Yeah, để hôm nào sức làm video mình phải làm video cái đó. Alright, so am I, với lại me too. Same, đúng rồi đó, Thùy Mimi, very nice. Disappointed, despair, frustrated, giống nhau không? No, nó khác nhau. Disappointed là thất vọng. Despair là làm như mà mình ôm đầu mình nói là ô chết rồi, chết rồi, oh my god, sao cuộc đời mình sâu mà kỳ quá, bạn gái mình đá mình rồi, cái đó là despair. Frustrated là bực bội, mình làm cái gì không được, mình thấy rất là bực bội. Cái hai cái ba cái đó khác nhau. Khi mình tỏ tình mà mình không nói thẳng là I like you mà nó nhẹ hơn xíu nó làm sao. Ok. Mình có thể nói là kind, thường thường nói gì chỉ kinda là không phải mình không muốn giúp các bạn tiếng lóng mà ok. I kinda like you. Hoặc là I think you're interesting. Này đó. Mấy cái đó đó. I kinda like you. Hoặc là I think you're interesting. Hoặc là you're interesting. Nhẹ đó. Ok. Alright. Máy bay Dreamlifter. God, nãy giờ sẽ giải thích cái đó cả đống luôn vậy đó. Ok, here goes. Chiếc máy bay của 747 á, của Boeing á, 787 chứ, 787, nó gọi là, it's called a Dreamliner. Okay. Dreamliner. Còn cái chiếc á, mà chở những cái bộ phận của chiếc 787 đến công ty Boeing để ráp nó lại thành chiếc máy bay á, cái đó là Dreamlifter. Nó đặt tên như thế. Cái chiếc nhìn thấy lạ lắm. Nó bự lắm. It's called a Dreamlifter. Okay. Alright. Mấy chữ có th ở cuối đọc là phờ hả? Nó no, không có, Thùy Mimi không có. Nó là phờ, rất là nhẹ, phờ, nhẹ đó. With, with. Okay. Nhiều người có thói quen, có tật á, có tật phát âm á, mới phát âm là with. He's with me, nhẹ đó. He's with me. Cái này là cái tật nói chuyện làm như người miền Nam nó là ăn xài vậy đó. Mình thích ăn xài chứ không phải ăn xoài. Like that. Ok. Cái này là một cái tật người ta hay thói quen xấu. Phẩm hai từ này deal với lại deal. Deal. Ok, nó là nha. Deal. Deal, right? Còn này là deal. Nhìn thấy, nó là deal. Yes, it's like this deal. Một cái là deal, một cái là deal. Nghe nó khác không? Hả? Ok. Careful bằng thoughtful. No. Careful là cẩn thận. Thoughtful là cái người suy nghĩ cho người khác. Nên mình nhớ người bạn của mình nhớ ngày sinh nhật của mình. Cái đó là thoughtful. Còn mình cẩn thận, mình đang tháo cái gì ra sợ nó hư hại. Đó là careful. Hai cái đó khác nhau. Okay. I want to go out with you. Với lại I want to go out to you. Câu này, câu nào đúng? With đúng. I want to go out to you, hả? Cũng ok, cái này nếu mình muốn á, ok, hai câu này đều đúng mà nó có ý nghĩa khác nhau. I want to go out with you là mình muốn đi chơi với bạn, mình muốn tìm hiểu bạn. Ok, là I want to go out with you. Còn I want to go out to you là mình muốn đi
đi ra gặp bạn là bạn ở đó, mình muốn đi đến đó để gặp bạn. Okay. Là như Siết đang ở Đà Lạt, anh Thư đang ở Sài Gòn, thì anh Thư gọi nó, hey, I want to go to you, to visit you. Đó, thì cái đó, đó là to you. Okay. Đi đến, đi mà ra để gặp đó. Đến cái nơi của họ thì gặp, chứ không phải là đi ra một chỗ rồi hai người hẹn nhau ngay chỗ đó. Tiền thế lợi nó là change, nó là change. Ví dụ cái người đó đưa tiền mình nó là here is your change, là tiền thế lợi đó. Here is your change. Charismatic là ai đó sức hút đúng không? Dạ đúng rồi đó, cái người nào mà có cái thu hút very charismatic. In nó là careful là cẩn thận, thoughtful là quan tâm. Yeah, very nice. Yes. Sir, để viết văn tốt nên làm gì? Nên đọc nhiều. Shady, mình nên đọc nhiều mới viết văn tốt. Người vô dụng, bất tài, không làm gì ra hồn. English là gì? I have no idea. Oh my god. Nói gì nè? English gọi là a useless person. Useless person, okay? Well, he is useless. Bên Mỹ học sinh đi học bắt đầu và kết thúc mấy giờ? Hình như không nghỉ trưa đúng không? Nghỉ trưa chứ. Nghỉ trưa 1 tiếng đồng hồ để ăn lunch hoặc là nghỉ mệt. Từ từ 8 giờ đến 3 giờ hoặc là 2 giờ. Tùy theo trường. So, khoảng 8 giờ đến 3, 2 giờ, 2, 3 giờ. Mày là thằng khốn nạn đó làm sao? You are a jerk là mày thằng cà trớn á. Okay. You are a jerk. Okay. Bất tài, not up to the challenge. Cho cái trường hợp nào đó, yes. Ở Mỹ học khó không? Tùy theo. Học môn gì, khả năng nghề nào. Nói chung là cũng nếu mình thích mình không khó, nếu mà mình phải bắt buộc thì mình thấy khó, yes. Mà trung học Mỹ mình thấy là dễ hơn bên Việt Nam. Việt Nam bị stress quá. Thời gian học bên Mỹ từ tháng mấy đến tháng mấy? Tháng 8, tháng 9 tới tháng 5, tháng 6. Vòng vòng đó. Tháng 8, tháng 9, tháng 5, tháng 6. Đa số tháng 6. Tháng 6. Ok, so tháng 9 tới tháng 6. Ok, nói vậy đi. Ok. Rồi, từ lóng cái chữ croak có nghĩa là chết đúng không? Dạ, đúng rồi đó. Yes, mình không biết tại sao nữa. Dạ, croak. Chương trình học của Việt Nam hay học lại nhiều nên tốn thời gian. Really? Giờ mình không biết nữa. Học college ở Mỹ mấy năm vậy? Các bạn hay nhầm nhầm lẫn lộn hai cái chữ college với lại university. Mỹ dùng á, college là university đó nha. So be careful khi mà nói chuyện với người Mỹ. 4 năm. College là new university á, 4 năm. Còn nếu mà học chương trình mà cộng đồng á, nó kêu bằng trường community. College là cái trường mà đại học cộng đồng á thì đa số 2 năm. Có chương trình 4 năm trong những cái trường đó nữa mà thường khi là 2 năm. Okay. Nghe bạn nói bên Mỹ buffet chỉ dành cho người có thu nhập thấp thôi hả? Đâu có đâu. Hồ hẻ. Làm sao? Buffet hả? Là ăn mà cái kiểu bao bụng á hả? Ok, buffet mà cho những người mà thu nhập thấp á, là ví dụ nó cái trong cái khu vực nào đó, những người mấy người nghèo ở đi, nó thẳng là vậy. Thì mấy cái đó đó thì có thể là từ 9 đô la đến 12 đô la ví dụ đi. Thì có những cái buffet cái đồ ăn nó hơi mắc tiền hơn tí, nó hơi sang trọng hơn thì từ từ 15 từ 15 đến 30. Còn cái buffet hồi đó sức đi Las Vegas á, sức ăn á là mỗi người đó là mấy ta, hình như 6 triệu đô. Mỗi người là 6 triệu đô. So no, buffet là cái nào cũng có đó. Cái buffet 6 triệu đô á mình đi lần đầu tiên à, lần duy nhất đó thôi đó. Tại mình nghèo. No, có một lần thôi mà đồ ăn cái gì cũng ngon hết á. Thật sự cái gì cũng ngon hết á. Yes, ngon, cái gì cũng ngon hết á. Còn cái buffet là 9 đô tới 12 đô thì mấy cái món mà bình dân á, bình dân hơn. Dạ, anh vậy thôi. Mình đi cái 9, 12 nhiều lắm.
Alright, thôi bây giờ bắt đầu. Arguably. Nói chậm nha, arguably. Nói nhanh, arguably. Arguably. Nói nhanh, arguably. If you set on hurting people, you just hurt yourself. Dịch câu này làm sao? If you set on nghĩa là gì? Set on là cố tình á. Okay, set on cái nghĩa là cố định á, cố tình á. Nếu mình cố tình, mình làm cho người khác đau đớn, thì bạn sẽ làm bạn đau đớn thôi, tự bạn làm bạn đau. Cái câu này không make sense, không có logic. Không có logic. Yeah, kỳ vậy. Okay. Actually, mình có nghe người ta nói câu này mà mình cũng không hiểu nữa. Mình hurt người ta mà sao mình hurt mình luôn là sao? No. Sức sức đã hurt nhiều người lắm rồi mà sức đâu thấy hurt gì đâu đâu. Sign với lại autograph giống nhau không? Sign là ký tên. Autograph là chữ ký. Ký tên cái người nổi tiếng họ autograph. Ok. Setup có mấy nghĩa, nhiều nghĩa, dài nghĩa. Nói chung là setup nó có một nghĩa chính đó, là dựng lên, dựng cái gì đó lên. If you wanna be the best, you gotta take out the best. Dịch câu này, take out là gì? À, take out nó lại là giết, tiệt á, kill á, kill. Okay.